Tin giáo phận Xuân Lộc. Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc tuyển sinh năm 2018. Để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 tới đây, Ban Giám đốc Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc đã có thông báo tuyển sinh trong tháng 6 và tháng 7 năm 2018 vào các hệ đào tạo trung cấp, cao đẳng và hệ văn hóa phổ thông trung học. Thông báo dưới chữ ký của cha Giuse Nguyễn Văn Uy, Caritas Giáo phận Xuân Lộc, đã cho biết những thông tin khái quát về sinh hoạt và các chi phí tại Trường Cao đẳng Hòa bình. Với mục đích để phục vụ các học sinh sinh viên công giáo, nhất là các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong các giáo phận, nên thông báo tuyển sinh này được gửi rộng rãi tới khắp các giáo phận trong cả nước. Thông báo cũng nêu rõ, học sinh sinh viên mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được quý cha chứng nhận, được cấp học bổng 50% học phí và 100% các dịch vụ. Các em tự nguyện góp công sức trong công tác dọn dẹp căng tin, nhà bếp, được miễn phí các phần ăn hàng ngày. Được biết, Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc là một trường cao đẳng nghề tư thục thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc quản lý. Kể từ sau năm 1975 cho đến nay, đây là trường cao đẳng đầu tiên và duy nhất do Giáo hội Công giáo tại Việt Nam điều hành, với chương trình đào tạo nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Nhà trường đã chính thức đi vào hoạt động và tuyển sinh khóa đầu tiên trong năm học 2012-2013.